Thấy ba đứa con lên chiếc bo bo chạy đó, rồi cái hết xăng cái có một đứa con đi ra đi tiểu đi cầu vậy, nó bị văng xuống biển nó chết đứa, rồi cái hết xăng rồi cái lấy cái áo phọt xơi cầu quơ à. Quơ cái sao lúc đó cũng quơ với ai phải không, cái thấy cái chiếc du thuyền màu trắng tại đi về hướng hướng về hướng Vũng Tàu qua Hồng Kông á, cái lúc đó bữa đó bà nữ hoàng anh sao không biết, bà xui hay là bà hên mình không biết nha, cái bà thấy có cái gì mà vô vơ, cái bà tới bà vớt lên, thì từ đó nữ hoàng anh là ai, nữ hoàng anh là mẹ của nước Mỹ, bà về bà gọi qua tổng thống thời đó ông nào ta, ông Kissinger, ông Nixon hả, ông gì á, Jimmy Carter, gọi Jimmy Carter, hey, hãy rước hết thiền nhân, tao bữa nay tao nhận đứa tao là vớt được mấy đứa này nó tội quá, gái mà nó can đảm mà đi mà nó lái bo mà liều chết vậy là tức là kia chết chết rất là đông, mình đi khoảng 4 triệu người chết ở dưới biển khoảng 2 triệu, khoảng còn 2 triệu đi khắp năm châu, trong đó có Thiên Đức Kiệt là còn sống sém chết, thì nhờ cái áp cọc xe của cái bà Mai Liên mà chúng ta hôm nay ngồi đây, cho nên mình phải nửa nửa giây thôi tri ân Mai Liên tri ân Mai Liên không được tôi thế là xưa các mấy clip mà những năm đầu vô nói là nhờ áp cọc xe mà 6 triệu người Việt ở Mỹ, người ta không, người ta cười nói này nó xạo, cái đó cái câu chuyện đó là một vị hòa thượng rất là lớn, chức sắc lớn ở Mỹ này kể cho hụ nghe, mấy hòa thượng đâu có nói láo với hụ được, ổng tu không nói láo không bị nghiệp làm sao, chuyện là thiệt đó, đến lúc mà hụ lên mạng á người ta comment lại người ta nói cái đó là đúng có thiệt, thế nên còn thấy cái dân tộc Việt Nam không, huống hồ chi cái áo cọc xê còn cứu được 6 triệu người, huống hồ chi giờ Phật Di Lặc Đức Thầy mà xuất hiện, con nghĩ là nước Việt sẽ lỗi lạc cỡ nào, ghê gớm luôn á.